thử xem cái thẻ thứ hai nha. Đây, mọi thứ đang lờ mờ nha. Đó, đó, rất rõ luôn. Và mặt bên này. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station và các fan của đồ chơi Happy Meal. Các bạn ơi, bộ sưu tập Happy Meal thứ 2 của năm 2018 đã ở Toy Station rồi. Không biết các bạn nào đang háo hức giống như Cam Cam không? Quan khoai tây này Cam Cam. Trước tiên thì dành cho những bạn nào chưa biết đồ chơi Happy Meal là gì, thì đây là một dòng đồ chơi sưu tập của thương hiệu thức ăn nhanh McDonald's nổi tiếng trên toàn thế giới. Và họ có một cái phần combo thức ăn dành cho trẻ em có tên là Happy Meal. Với mỗi lần mua cái combo đó thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một món đồ chơi. Đó, và mỗi tháng thì họ sẽ có một cái bộ sưu tập khác nhau với nhiều chủ đề khác nhau. Và trên kênh Toy Station thì anh Khoai Tây có hẳn một series làm về đồ chơi Happy Meal. Các bạn có thể xem lại tất cả các video ở đường link ở đây. Bạn nào đã xem hết rồi thì hãy comment ở bên dưới cho Cam Cam được thấy nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng mở bộ sưu tập này ra thôi, em sắp rồi quá mà. Ok. Chủ đề Happy Meal lần này của chúng ta đó chính là Snoopy's World, thế giới của chú chó Snoopy. Chú chó Snoopy này là một nhân vật đã xuất hiện từ rất lâu rồi các bạn, ở trong truyện tranh rồi TV series. Và gần đây nhất theo anh nhớ là có một cái bộ phim tên là The Peanuts Movie được chiếu ở ngoài rạp đó. Bộ phim nó cũng về nhân vật này, chú chó Snoopy và cậu bé Charlie Brown, rất là vui nhộn và dễ thương luôn. Còn hôm nay thì chúng ta có hẳn cả 10 bịch của bạn nhân vật Snoopy này luôn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá độ dễ thương của bộ đồ chơi này. Ok, bịch đầu tiên màu cam. Món đầu tiên chúng ta có Dancing Flying Wheel Snoopy. Snoopy nhảy múa xoay vòng nha các bạn. Trời ơi, nhìn dễ thương quá các bạn ơi. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái móc như thế này. Đó, để chúng ta có thể làm móc khóa hoặc là treo vào cặp. Anh nghĩ là treo vào ba lô là lý tưởng nhất. Đây, chúng ta có thể móc vào chỗ này của bạn chó Snoopy nè. Đó. Ta ta. Mang đi khắp nơi. Còn khi nào chơi thì chúng ta sẽ gỡ ra. Đó, bắp bắp bắp. Đây, bạn này được thiết kế giống như là đang đứng ở trong một cái lốc xoáy đó các bạn. Mới đầu thì các bạn có thể sẽ thử quay như thế này, nhưng mà là không đúng đâu. Bởi vì đây là một cái bánh xe tạo đà nè. Đó, chúng ta sẽ lấy đà cho bạn này bằng cách là để ở dưới một mặt phẳng và chà đi. Đó. Và thả ra nha. Whoop. lại. Đó, tăng tăng tăng. Snoopy xoay vòng. Bí quyết để thành công ở đây là các bạn phải lấy đà thật là nhanh. Đây. Tăng tăng tăng. So cute luôn các bạn ơi, anh rất là thích luôn. À, bà này có mặc một cái áo màu cam nữa nè. Rồi, món đầu tiên, Snoopy xoay vòng. Để đây, chúng ta đến với món thứ hai, bịch màu nâu nha các bạn. Xem nào. Đây là món đồ chơi Secret Agent Code Review Snoopy. Snoopy phiên bản thám tử khám phá bí mật. À, ok, đầu tiên thì xem Snoopy nè. Bà này có đi kèm theo một cái móc treo màu xanh lá cây. À, hình cái cục xương các bạn. Món đầu tiên là chúng ta có cái móc hình cái dấu chân chó. Rồi, để cái này qua một bên. Xem nào, ở đây chúng ta có Snoopy ở trong một cái bộ đồ thám tử. Đây có nguyên một kính lúp thật là to luôn các bạn. Và cái kính là màu đỏ nè. Đó, ngoài ra thì chúng ta có đi kèm theo hai cái thẻ. Mỗi thẻ chúng ta sẽ có được hai mặt luôn. Và đây là cái điều thú vị của những cái thẻ này. Các bạn sẽ thấy những cái phần màu đỏ này nè. Đó, sẽ có những cái bí mật gì đó nhưng mà thật là khó thấy. Phải nhờ sự trợ giúp của thám tử Snoopy thôi. Xem nào. Bí mật đầu tiên hình như là một cái tô thức ăn cho cún nè. Tiếp theo, chúng ta thấy một bông hoa. Những dấu chân của ai đây? Snoopy. Thám tử Snoopy đã tìm thấy chính mình ở trong bức tranh. Rồi lật mặt đằng sau xem, đây chúng ta thấy có một dấu chấm hỏi, một cái kính lúp đó, và thêm nhiều những thứ khác. Xem cái thẻ kế tiếp xem nào. Còn đây chúng ta thấy cái gì đây? Dấu vết. Đây chính là bạn chim vàng có tên là Woodstock, cũng ở trong phim luôn. Đây nè. Ở trên đầu Snoopy thám tử cũng có bạn chim này nè các bạn. Rồi, và mặt cuối cùng chúng ta sẽ thấy được đó, đây là cái nhà của Snoopy. Đó, anh chàng Snoopy nè. Còn gì nữa không? Bộ đồ chơi bóng chày. Rồi, ok. Và ngoài ra thì cái kính lúp này các bạn cũng có thể xoay 360 độ được luôn nha.
Ủa cái này hoạt động sao mà hay vậy anh ơi? Cách hoạt động á hả? Nếu mà giải thích ra thì chắc anh phải cần thêm một tiếng đồng hồ nữa đó. Còn bạn nào mà tò mò lắm á thì hãy ráng cố gắng học giỏi môn vật lý chương quang học nha, có thể giải thích được cái hiệu ứng này. Và ngoài ra thì anh sẽ bày cho các bạn một cái cách chơi thứ hai, đó là các bạn cứ để cái thẻ này xa như thế này và chúng ta đưa cái kính này sát vào mắt của mình như thế này. Đó, lúc đó thì khỏi cần soi luôn, mọi thứ sẽ hiện ra rõ mồn một. Ta-da. Thử xem cái thẻ thứ hai nha. Đây, mọi thứ đang lờ mờ nha. Đó, rất rõ luôn. Và mặt bên này. Ok, để bạn Snoopy thám tử này ở đây. Kế tiếp là món thứ ba, có màu xanh dương. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ có thể kiếm thấy được cái tên của cái món đồ chơi này và cách hướng dẫn sử dụng ở đây. Đó, rồi, cùng mở đây nha. Đây chính là Basketball Player Snoopy, vận động viên chơi bóng rổ Snoopy. nhìn cái mặt bạn này dễ thương quá các bạn ơi. So cute luôn. Bây giờ anh mới phát hiện là cái tay của bạn này có thể xoay vòng được các bạn ơi. Wow. Đây, xoay 360 độ luôn. Để như vậy giống như là đang đứng trước gió vậy đó. Rồi, nhưng mà đây mới là cái cách chơi chính của bạn này nè. Ở đằng sau đầu thì các bạn sẽ thấy một cái nút như thế này và chúng ta có thể bấm vào được. Đó, và khi bấm vào nút á thì cái banh nó sẽ quay vòng vòng các bạn. So cute. Chúng ta cũng có thể quay được chân bạn này 360 độ. Ở phần trên cũng vậy. Rồi hai tay luôn có thể quay được. Anh đúng là siêu thích cái món này luôn á. Ok, rồi bạn này thì chúng ta cũng có đi với một cái móc màu vàng hình dấu chân chó luôn. Ok, rất là dễ thương. Chúng ta hãy bắt đầu để ý những bạn này để mà có thể bình chọn ra được nhân vật yêu thích của mình ở cuối video nhé. Anh là anh chấm bạn này điểm cao lắm rồi đó. Ok, món tiếp theo, một cái bịch màu tím. Đây là phiên bản Famous Author Embosser. Snoopy làm tác giả nổi tiếng nha các bạn. Nếu nhìn kỹ thì đây là một cái máy đánh chữ nha các bạn. Rồi một cái tờ giấy đang lòi lên mà chúng ta có thể ấn được. Và khi ấn liên tục thì giống như là Snoopy đang đánh chữ đó các bạn. Nhưng mà chưa hết đâu, bởi vì cái chức năng chính của cái món đồ chơi này đó là một cái thiết bị in dấu nổi. In dấu nổi là sao anh? Thì là cái dấu nó không có chìm hết cam cam. Nói giỡn thôi. Đây chúng ta sẽ có đi kèm thêm với hai tờ giấy màu đỏ và màu xanh luôn. Bây giờ mình thử với tờ giấy màu đỏ trước. Chúng ta sẽ để vào như vậy. Đó, và khi các bạn ấn cái này mạnh xuống nè. Ta-da. Nảy ra. Đó, chúng ta sẽ được một cái hình của bạn Woodstock luôn. Anh sẽ thử một dấu ở bên đây. Lần này thì anh ấn mạnh hơn một chút xíu. Rất rõ luôn các bạn. Thử với tờ giấy màu đỏ. Chúng ta sẽ thường thấy những cái dấu này ở trên những cái văn bằng tốt nghiệp hoặc là chứng chỉ gì đó đó các bạn. Ok rồi, để Snoopy ở đây đi nha. Tiếp theo, bịch thứ 5, bịch màu xám nha các bạn. Đây là phiên bản Astronaut Launcher Snoopy. Snoopy của chúng ta đang cửa tên lửa nè các bạn. Rất là dễ thương luôn, đội một cái mũ bảo hiểm. Ở bên dưới cái tên lửa này thì có 4 cái bánh xe và tất nhiên là có thể chạy được rồi. Và lần này thì cái móc treo này cũng rất là quan trọng, bởi vì đây cũng chính là chiếc chìa khóa. Đó, chúng ta có thể gắn vào ở đằng sau cái tên lửa như thế này. Và bóp vào hai bên sẽ phóng Snoopy đi. 1, 2, 3. Đây các bạn xem lại nha. Chạy rất là xa luôn các bạn ơi. Cái móc treo này thì có hình căn nhà của Snoopy. Thích cái món này quá các bạn ơi. Chơi rất là vui luôn á. Đâu để thử phóng Snoopy bay thẳng lên trời coi. 1, 2, 3. Không được. Tên lửa này để chạy thôi nha các bạn. Rồi, để bên này ở đây. Món thứ 6. Cái bịch này có màu đỏ nè. Ok. Snoopy cưỡi căn nhà của mình. Đây là phiên bản phi công lái máy bay chiến đấu Flying Ace Snoopy. Nếu mà nào có coi phim hay truyện Snoopy thì sẽ thấy là Snoopy rất hay thích ngồi trên căn nhà của mình và tưởng tượng đang lái máy bay chiến đấu nha các bạn. Cái món này thì đi kèm với một cái móc treo màu xanh lá cây hình cục xương luôn. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy Snoopy đang đội một cái mũ phi công. Rồi, cái khăn quàng phi công nữa nè, đang bay phất phới. Đang tưởng tượng chiến đấu rất là dữ dội nha các bạn.
không? Ở bên dưới là căn nhà của Snoopy nè. Ở dưới này luôn là có một cái bánh xe nha các bạn. Và khi cái bánh xe này nó quay á, Snoopy của chúng ta sẽ di chuyển tới lui. Giống như vậy nè. Nhưng mà cái bàn này của anh nó hơi trơn quá cho nên cái bánh xe nó bị trượt. Anh sẽ lấy một cái miếng lót chuột như thế này. Là các bạn sẽ thấy dễ hơn nha. Cũng là một cái ý tưởng rất là thú vị. Hai bạn này thì cũng có cái thiết kế giống giống nhau. Cũng là Snoopy cưỡi một cái gì đó. Món thứ 7. Cái bịch màu xanh lá cây nè. Đây là phiên bản Beagle Scout Snoopy. Để xem coi tay bạn này có... được các bạn. Tay bạn này có thể di chuyển được nha. Nón nào có gỡ được không? Hơi cứng. Anh nghĩ là không gỡ nón được, nhưng mà có thể quay được các bạn. Xoay cái nón 360 độ luôn. Rồi, và bạn này các bạn sẽ thấy là đang cầm một cái đèn pin. Tất nhiên là có thể mở được đèn pin luôn nha các bạn ơi. Công tắc nằm ngay đây nè. Bắp bắp. Hello. Cái đèn pin nó hơi yếu nha các bạn, nhưng mà cũng là phát sáng rồi. Anh sẽ thử tắt đèn bớt đi. Đã, Snoopy trong đêm. Đang khám phá cái gì trong rừng đây. Ok, phiên bản Snoopy hướng đạo sinh này đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là dễ thương nha các bạn. Gắn móc vào nào. Để bạn này ở đây. Snoopy thứ 8 chúng ta sẽ có chức năng nào đây? Bạn này bên trong một cái bịch nữa. Xem nha. Đầu tiên chúng ta có một... chúng ta có 2-3 tờ giấy trắng tinh các bạn. Một bạn Snoopy ở bên trong. Đây là Joe Cool Stamper Snoopy. Bạn Snoopy này mặc một cái áo màu đỏ tay dài. Cái tay bên này có thể quay được các bạn. Nhìn cái tướng chảnh chẹ chưa nè. Trên áo có chữ Joe Cool, đeo kiến đen nha các bạn. Ngầu quá. Tay cũng có thể xoay được. Anh cho tay bạn này đứng lên. Và bạn này cũng có thể xoay được ở trên cái đế này. Và chưa hết đâu, thực sự cái đế này nó là một cái con dấu. Đó, gỡ cái nắp ra nè các bạn. Một con dấu màu đỏ nha. Đây. Và chúng ta sẽ thử con dấu này trên những cái tờ giấy trắng được cho sẵn. In lên nha. 1, 2, 3. Hình một chú chó dễ thương quá các bạn ơi. Làm lại nào. Và khi chơi xong thì chúng ta sẽ nhớ đóng nắp lại, còn không nó sẽ dính ra tay. Đó, ok. Một tác phẩm tuyệt vời của người nổi tiếng. Come on. Ok. Đó, món thứ 9 nha các bạn. Một cái bịch màu hồng. Đây là Masked Marvel Launcher Snoopy. Phiên bản Snoopy siêu nhân các bạn ơi. Phiên bản này thì anh thấy sẽ để tay Snoopy ra đằng sau giống như đang bay sẽ phù hợp hơn. Và đây thì chúng ta cũng có một cái khóa phóng y chang như là bạn Snoopy tên lửa này nha. Ok. Đây, và chúng ta sẽ phóng như thế này. Để vào đây. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ở bên dưới bạn này thì cũng có 3 cái bánh xe để mà có thể chạy được. Tất nhiên rồi. Voila. Rồi, hai bạn này cùng chạy nè. Wow. Về cơ bản chức năng thì hai bạn này giống y chang nha các bạn ơi. Chỉ khác cái thiết kế thôi. Đúng rồi, anh sẽ thử cho bạn này bay có được không. 1, 2, 3. Yay. Wow. Rất là thú vị luôn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đến món cuối cùng rồi. Món thứ 10. Cả bịch màu xanh ngọc nè. Để xem chức năng của bạn này là gì nha. Cũng là nằm trong một cái bịch. Bạn này cũng là một cái con dấu luôn các bạn ơi. Nhưng mà để xem có gì đặc biệt hơn. Bạn này đi kèm với một cái móc treo cục xương màu vàng. Và cũng những tờ giấy nữa. Rồi, chắc chắn là con dấu rồi. Đây là phiên bản Helicopter Rolling Stamper Snoopy. Con dấu trực thăng nha các bạn. Các bạn biết tại sao không? Đây nè. Hai cái tay của Snoopy đã biến thành cánh quạt trực thăng các bạn ơi. Nhìn rất là vui luôn. Để như vậy giống như là trẻ hai mái nè. Rồi, và con dấu của bạn này nằm ở dưới đây nha các bạn. Cũng gỡ cái nắp này ra. Nhưng mà lần này là con dấu lăn nha các bạn ơi. Có thể rất là nhiều hình. Anh sẽ thử. Xem nào, chúng ta sẽ để tờ giấy ở đây.
để bạn Snoopy này và cho lăn qua. Tút 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 tút. Yeah. Được những cái hình luôn. À, tuy có hơi mờ chút xíu nhưng mà anh sẽ làm lại. À, với con dấu trực thăng Snoopy này thì chúng ta có thể tạo ra những cái hoa văn rất là nhanh luôn. Đây cũng là cái hình của bạn Woodstock nè. Ta ta ta. Ok, và khi chơi xong thì chúng ta cũng hãy nhớ đậy nắp lại. So cute. Bộ này được đâu. Anh Khoai Tây cũng nghĩ y chang như Cam Cam luôn á. Thực sự là anh rất là ấn tượng về cái bộ sưu tập Snoopy lần này luôn. Cho nên là những bạn nào lần này không thể sưu tập được bộ Snoopy này thì phải gọi là rất là đáng tiếc. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là chỉ là cái ý kiến riêng của anh thôi. Còn các bạn nghĩ sao về bộ sưu tập lần này? Hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết nhé. À đúng rồi, bây giờ mình hãy chọn ra một nhân vật yêu thích đi Cam Cam. Em thích Snoopy nào trong bộ sưu tập này đây? Em chấm bài này ngay từ đầu rồi. Em thích bạn Snoopy thám tử đó anh. Một cái kính lúp kỳ diệu luôn á. Ok, Snoopy thám tử của Cam Cam đây. Còn anh á thì rất là khó lựa chọn. Nhưng mà anh đã cũng chấm bạn này ngay từ đầu rồi. Anh thích Snoopy chơi bóng rổ. Rất là dễ thương các bạn ơi. So cute. Ok, và các bạn cũng hãy chọn ra một nhân vật yêu thích của mình ở trong bộ này nha. Và các bạn cũng có thể chia sẻ bộ sưu tập của mình ở trên Facebook của Toy Station. Ok, như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Anh hy vọng là các bạn đã thích video này. Và nếu như có, hãy để lại ở bên dưới một like nhé. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Các bạn cũng có thể tích vào biểu tượng cái chuông tăng kế bên nút đăng ký để mà có thể nhận được thông báo ngay khi anh ra video mới nha. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn.